tấp nập mua hoa Tết giảm giá ngày 29 Tết. Ngày 29 Tết Nhâm Dần năm 2022, người dân đổ ra các chợ hoa để mua cây kiểng hoa Tết giảm giá ngày cuối năm. Theo ghi nhận, ngày 31 tháng 1 tức ngày 29 Tết, không khí náo nhiệt hơn ở các chợ hoa Tết tại thành phố Hồ Chí Minh so với những ngày trước đó, nhất là tại các chợ hoa mở tại công viên. Tại công viên 23 tháng 9 dọc tuyến đường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, không khí mua bán nhộn nhịp. Tại đây, các tiểu thương trưng bày bán đủ các loại chậu hoa nhỏ như là hoa cúc, hoa hồng, hoa màu gà. Theo các tiểu thương, so với những ngày trước đó, các loại hoa giảm giá từ 30 đến 50%. Những người trồng hoa chậu nhỏ có giá từ vài chục đến 200 ngàn đồng trên một cặp. Trưa ngày 29 Tết, khi người kinh doanh hoa phải trả mặt bằng, không khí mua bán càng tấp nập hơn. Thời điểm này, người bán còn không thách giá nên người mua cũng dễ dàng mua hơn. Hôm qua ghé xem cặp cúc lớn loại giá 1,5 triệu đồng, sáng nay ra sớm mua thấy giảm giá còn 800 ngàn đồng nên tôi chốt luôn, ông An ngụ tại quận 1 cho hay. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp tiểu thương xả hàng nhưng vẫn bị người mua ép giá, do đó nhiều người đã chọn cách thà bỏ còn hơn bán rẻ. Người bán thu loại hoa kiểng để về quê hoặc là kiếm chỗ khác để bày bán, nhất định không chịu bán lỗ. Cũng theo ghi nhận, các chợ hoa Tết được mở trong công viên như là công viên Gia Định, quận Phú Nhuận và Gò Vấp, công viên Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình và công viên 23 tháng 9, quận 1, đóng cửa vào 12 giờ trưa nay để trả mặt bằng cho công dân dọn dẹp. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.